Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn niệm trụ cũng chẳng tư duy, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, cũng chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy năm loại mắt, cũng chẳng tư duy sáu phép thần thông, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy mười lực Phật, cũng chẳng tư duy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? bạch thế tôn nếu đại bồ tát chẳng tư duy pháp công quên mất cũng chẳng tư duy tánh luôn luôn xả thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc chí nhất thiết chí bạch thế tôn nếu đại bồ tát chẳng tư duy trí nhất thiết cũng chẳng tư duy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Điện, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn Ba La Mật Đa? Nếu chẳng viên mãn Ba La Mật Đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả dự lưu, cũng chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn A La Hán, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị độc giác thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí?